Vâng, lần đầu tiên Ngọc Nhân xin gửi lời chào đến quý anh em nghệ nhân, 5.000 anh em nghệ nhân. Các bạn thân mến, mình đang ở thành phố Dung Quốc, ở Dung Quốc các bạn, ở thành phố Quảng Ngãi, một quê hương cũng là biển, nắng và gió các bạn. Hôm qua có mặt ở đây, hôm nay livestream để phục vụ cho các bạn trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu đỉnh cao ở khu vực miền Trung. Hai chiếc xe hơi và 28 chiếc xe máy top 40 các bạn. Các bạn chúng ta việc đầu tiên là chỉnh ngay màn hình, chỉnh sáng màn hình và chúng ta cùng share bài cho các bạn chúng ta theo dõi trận đấu ngày hôm nay các bạn nhé. Tóm tắt về cơ cấu giải ngày hôm nay như sau, hơi ồn tí nha. Giải nhất là một chiếc xe ô tô Kia Morning, bản standard, bản tiêu chuẩn. Giải nhì là một chiếc xe Kia Morning luôn nhưng mà bản thấp hơn. Đồng giải ba là hai chiếc xe H125. Giải khuyến khích là 6 chiếc xe AB, A-Plus các bạn. Rồi top 20 là 10 chiếc xe Yaris, top 30 là chiếc xe Sirius và top 40 10 triệu đồng. Quý vị, đấu trường là 76 lòng siêu cấp Quảng Ngãi. Tuy nhiên số lượng lòng có vượt lên 6 lòng. Ban tổ chức quyết định trích một phần tiền của mình đưa vào trong cái việc chênh lệch giá xe ngay từ đầu đăng giải cho tới lúc diễn ra giải, thì chênh lệch khoảng 6 mấy triệu á, thì ban tổ chức sẽ cắt ra 2 mấy triệu để bù vô. Còn lại chia vô top 40, mỗi top là 10 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị vào top 40 các bạn. Quay qua phía bên kia các bạn theo dõi nha. Xe bài ra các bạn ơi. Xe bài. Chính nó vui. Đấy, hình ảnh phía ngoài thì hơi chói nhưng mà quay phía trong rất đẹp. Còn 42 lòng nữa. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Không, 2, 4, 6, 8, 10. Còn 42 lòng các bạn. Vòng này ban tổ chức sẽ loại ra 2 lòng nữa là chúng ta có 10 triệu. Ok, lộn. Đó. Nhìn vô phía trong thì hình ảnh rất là sắc các bạn. Giải đấu lần này ban tổ chức quyết định tổ chức ở tại nhà thi đấu đa năng thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Dung Quốc các bạn. Quỷ dữ còn không anh? Sao quỷ dữ, hỏi quỷ dữ không vậy trời? Còn phía kia nha, 26 tí soi cho các bạn coi. Số 26 quỷ dữ nha. Các bạn, anh em chúng ta không có điều kiện tham gia trực tiếp ở giải lần này, thì các bạn chúng ta nên comment đi. Mình cần coi chim nào, có ai báo cho mình soi biết mình báo cho các bạn nha. Của anh Hiệp đi với con, của anh Hiệp đi con. Quét sạch số bao nhiêu? Đi đâu rồi? Chiến binh số 89 các bạn nhìn thấy không? Phía bên tay trái của chúng ta nè. Có một tí xíu hơi chậm chút. Có mất tập trung một chút các bạn. Nhưng mà vẫn đánh nha, thái độ vẫn còn. 66 của bạn Sơn Lâm vừa rồi có sự cố một tí nên Thành đành dừng cuộc chơi. Mang số 66 ở cách đây mấy vòng rồi các bạn. Cũng có một cái sự chưa rõ ràng lắm thì bạn Sơn Lâm cùng bố của mình là không đồng ý, nhưng mà trọng tài quyết định là cho chim là đã xỉa, nên Thành là quyết định là hạ chiến binh số 66 trong sự tiếc nuối của chủ nhân. Mình cũng cảm thấy rất là tiếc cho chiến binh số 66 bởi vì bạn đánh rất là mạnh. Bạn quay qua phía sau lưng á thì có đưa cái mỏ lên lưng mà không có nhìn rõ ràng lắm là có đụng hay không, nhưng mà trọng tài quyết định là phải chấp nhận. Quay đầu đúng rồi, bạn nói quay đầu rồi đó. Có chim bằng Nguyệt Hiệp hôm nay thấy bạn con ngồi bên kia, bạn còn đang rất là chăm chú các bạn nha. Tí xíu mình coi mình biết chim ai mình sẽ báo cho các bạn coi. Top 40 loại hai chim.
bây giờ số 2 phiên 6 nằm phía bên kia các bạn. Nó hơi khuất một tí á, tí nó lòi ra hai hàng á, mình sẽ thấy ha. Chứ bây giờ nó còn tới 40 chim á, chúng ta chỉ coi. Đúng rồi, các bạn Trang Thịnh bạn nói rằng là Trang Thịnh à, bạn nói rằng là chim 66 xỉa rồi. Số 17 kia morning hay. Anh em nào biết chim nào các bạn comment cho mình biết với, nhưng nhiều lúc mình không biết hết các bạn. Không thể biết hết á. 36 là của anh Hiệp, 35 của anh Hiệp Đồng Nai à. Không phải, y như anh Hiệp Đồng Nai là số 06. Số 06. Có bạn Phạm Vinh có buổi giữ nha. Chim anh quẹo còn. Chim anh quẹo đầu nha. Số 63 này các bạn. Chim anh quẹo số 63 này. Số 3 ở lòng thứ 2 các bạn. Lòng thứ 2 từ bên tay phải ta vào đó. Còn 40 chim. Loại vừa rồi là loại chim số bao nhiêu trời. Không để ý luôn á. Chim anh số 47. Thưa các bạn là hiện bây giờ là 20 mấy vòng rồi ha. Gần 30 vòng rồi đó. Số 17 là của anh Hải Ca Morning à. Không biết có phải không nha. Là chiến binh sao kê. Ờ, 73 chim của anh em Quy Nhơn ở phía bên kia rồi các bạn. 06 cán chân. Số 17 anh em quan tâm nhiều á. Trước mặt của chúng ta nè, anh em đó là chứng minh là tên Kia Morning à, anh Hải Kia Morning à. Anh Toại với anh Hiếu Hoàng có không? Ừ, anh Toại không có, chim thay lòng rồi, anh Hiếu Hoàng cũng vậy. Nghe nói bạn Hiệp cũng đi 4-5 con các bạn. Chứng minh số 17 là của bạn Hoài à. 17 là của bạn Hoài à. À đúng rồi, hồi nãy nghe bạn Hoài khoe là đứng chính giữa hai chim của bạn Hiệp. Nghe bạn Hoài nói như vậy, nếu chính xác chim 17 là chim bạn Hoài thì hai chiến binh cái bên không biết, hồi nãy giờ có chim nào rớt không biết hả? Đúng rồi các bạn, có bạn ngồi đây xác nhận luôn, số 17 là chim của bạn Hoài Kia Morning các bạn. Số 17 chỗ thi ngày hôm nay hơi bị tối và cũng rất là nóng, không có cuốc gió thi trong sàn nhà thi đấu các bạn. Số 17 đang đánh tốt. Rất là khó thấy đúng không ạ? Số báo danh thì cũng hơi nhỏ một chút mà đeo hơi dài. Số 15 là thằng Sông.
số 15 là thằng sóng, à, chim Đà Nẵng à. À, chúng ta xem cho đỡ ghiền thôi, tí nó ra ai hàng coi mới rõ được ha. Bây giờ chúng ta được xem được cái mặt bên này thôi, nó phút qua bên kia bốn hàng mà đâu có thấy được. À, quỹ dự vẫn còn nha bạn nha. Ừ, như nếu mà số 17 của bạn Hoài thì số 34 là Quang Hiệp. Kế bên số 17 mà phía bên tay trái của chúng ta là không biết số 400 bao nhiêu. Và đang lên tốt. Tốc. Bánh mì rớt rồi. À, nãy thấy có thắng bạn thắng Lê Minh Thắng có vô có sách chim vô, nhưng mà bạn thắng mẹo có sách chim vô mà không biết chim còn không, chắc gì vô mùi con mới biết quá. 17 đánh tốt lắm bạn. Chín mươi tám các bạn, 98 nó có dấu hiệu nó sợ, mặc dù là chim rất là dữ. Không sáu dừng cuộc chơi, 78 dừng cuộc chơi. À, chiến binh 98 thì đứng ở ngoài mất tập trung nhưng mà thái độ thi đấu rất là ghê gớm. Hy vọng là chiến binh này được dờ qua chỗ khác thì bạn sẽ lấy lại phong độ. Bạn đánh rất là hay nhưng mà thỉnh thoảng bạn đang hoảng, có dấu hiệu hơi mất tập trung một chút. Mười bốn dừng cuộc chơi. Ba chú đúng không? Ba chú. À, bạn các bạn rất là quan tâm tới chứng minh quỹ dự vẫn còn, à, đang đánh rất là ổn mà. Đang đứng ở phía bên kia số 26 thì các bạn để ý nha. À, chiến binh số 73 ở Quy Nhơn cũng có dừng cuộc chơi khi vào top 30, bạn cầm 10 triệu bạn về. À, còn lại 30 hạ ba con hả? Còn là khoảng 36 con á, còn 36 chiến binh, bên này có top 40 mà. À, trọng tài đang làm công tác dời. Chiến binh số 60 được dời qua phía này. Chim quản trị còn không này bó tay không biết được các bạn, nhiều chim quá mình không biết, ở ngoài này cũng có nhiều anh em quá mình cũng là lạ quá mình không biết hết. Máy dạy được rồi.
Diêm Quang Thanh bài hát chắc còn á. Nepal bạn đi Nepal với lại cửu vương luôn, đi hai chiếc binh luôn. Các bạn chiến binh số 98 vẫn không được may mắn giờ đi các bạn, vẫn đứng ở vị trí cũ, rủi ro cho bạn là có lắm nha. Nhiều lúc bạn sợ cái máy hay sao á nha, đánh thì tốt đó, các bạn nhìn coi thần thái có đó, nhưng mà rất là cảnh giác. Lâm dính một cái lỗi gọi là xỉ lông mà. Rất trực tiếp luôn á hả? Rất trực tiếp trong vòng luôn hả? Vé là 24 triệu đồng một vé. Rất là gắt, một trận đấu có thể nói là đỉnh cao ở khu vực miền Trung. Hai chiếc xe hơi, vé 24 triệu đồng là rất là cao các bạn. Đi là chiến binh thật sự là mạnh, chiến binh toàn là nhiều xe rồi mới đi được các bạn. Nha, một cái đấu trường lớn như thế này đi không khéo là dễ nạp mạng lắm. Hy vọng là chiến binh số 98 ở vòng này sẽ được dời. Số nhỏ đi trước mới đau. Chiến binh số 17, ai cũng khen. Quỷ là số 26 mà. Ở trong hồ trường đông người như thế này rất là nóng. Anh em nghệ nhân ngồi ướt áo hết luôn. Xui không, 98 mà dòng trước mà được dời thì chưa biết chuyện xảy ra đâu, nhưng mà dòng này do lại đứng ở một vị trí cũ mà rủi ro là có cho chiến binh, nó chạy vừa đánh mà vừa đang mất tập trung, phải cảnh giác nữa nên thành là không được tập trung. So với những chiến binh còn lại thì bạn phải bị dừng cuộc chơi. Ở đầu phía bên kia ba mươi lăm ba mươi sáu chín mươi tám à chiến binh. Chiến binh số 23 dừng cuộc chơi luôn.
giảm đầu tiên bớt lương mọi người. Vòng này ban tổ chức sẽ loại ra hai chim nữa các bạn, là chim bắt đầu có xe. Chào 5.000 anh em, bây giờ mới có 1.000 anh em, các bạn một lần xe nữa cho đủ 5.000 à. Lần sau không có chào 5.000 anh em nữa đâu nha, lần sau chào 1.000 anh em thôi, vì các bạn không chịu xe ra, bây giờ có mới có 1.000 người rồi lên 1.100 điền thiệt. À, chim mình số 15 vừa đánh vừa ăn đó mà. Tốt. À, nấu trường này là 81 lòng á. Dự kiến là 76 lòng nhưng mà do chim hay nhiều quá, anh em đăng ký vé nhiều, ban tổ chức tăng thêm số lòng và tăng thêm giải. Năm 59 cúi xuống rất sâu nhưng mà chưa tính lỗi, chưa có xỉ sao tính được. Số 59 góc phía bên kia các bạn, lòng chạm ở góc phía bên kia, à, cũng là một chiếc binh rất là hay á. À, tôi cũng nhầm là chim là của bạn Huy AK quá, thấy cái lòng chạm chạm biết có phải không, nói có đúng không không biết. Chào Hoàng An em, sáng đi còi sport hả em? À, đúng ra là bữa nay có mặt ở tại ngộ là bộ sport đó để chơi cùng với các bạn ở Đồng Nai. À, tuy nhiên ở ngoài Đà Nẵng, ở ngoài Quảng Ngãi là cũng anh em mời nhiều quá, gửi lời chính thức sorry bạn Kaka Lý cùng anh em sport Đồng Nai nha. À, trận sau hứa là sẽ ra chơi cùng với các bạn nha các bạn nha. À, thành thật xin lỗi các bạn. Chiếc binh số 69 còn không anh, để kiểm tra lại thứ nha. Còn 69 còn nghe bạn. À, mặt ở phía bên kia là số 22 bên này, rồi bên 67 rồi tới 69 vẫn còn đang đánh tốt. Hai mươi hai cũng hay quá bạn. Nói chung là chim nào cũng hay luôn. Tới giờ này tôi thấy 12 giờ là 3 tiếng rồi vẫn đang đánh tốt. Chiến binh số 24. Để coi chứ còn không. Hai mươi bốn là sao kê. À, sao chín là ngỡ ngàng à, ghê vậy. Các bạn biết hết trơn mà hay quá à. Vậy như là bạn Thánh Nguyễn là vẫn còn tên Trường Sơn à, vẫn còn hai chiến binh à. À, số 26 Huy Dữ và số 69 là ngỡ ngàng à. Đúng, chiến binh số 17 rất là đáng sợ các bạn.
đánh khiếp luôn, đánh ba mặt, mặt nào cũng đánh luôn. À, chứng minh số 21 là chứng minh sao kê, nào không biết còn không? Anh Hùng nói là 24 rớt vòng 21 rồi. À, vậy 24 chia tay cuộc chơi rồi. Dạ con Quy Dữ vẫn còn anh con. Anh dạ. Quy Dữ vẫn còn nha các bạn. À, mang số 26 á các bạn. À, phía bên kia tí nữa ra hai hàng chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn ha. Người đẹp không tên là ai ta? Người đẹp không tên là bạn đó, là người đẹp không tên thì biết bạn nhưng mà không biết chim số bao nhiêu. Tuấn Đỗ Minh là 17, trước kia nó là thần dược hả? Thần lực á. À, không thấy bạn Hoàng Anh đâu nhỉ? Hoài ơi, Hoài. Hoài. Đánh đều lắm. Đi ghê gớm không mà. Top 30. Như vậy là còn 30 chim hay nhất ngày hôm nay. À, khi mà ra top 20 thì sẽ ra hai hàng các bạn ha. Quay gần tí ha, ok. Phục vụ các bạn ngay, yêu cầu là có nha. Lượt đầu tiên vào top 20 nha, bắt đầu. Như vậy là 30 chiến binh này đã có xe các bạn nha, đã có xe ít nhất là Yamaha Sirius. À, chiến binh số 15 các bạn thấy hay không? À, bạn có đang có trong một tiếng miếng táo, thỉnh thoảng là bạn ra bằng mổ phát rồi bạn chạy. Có anh à? Chiều anh gửi về Sài Gòn. Hay quá. À, con nào số má, con nào cũng số má, biết làm sao bạn. Phải quay hết chứ con nào cũng số má hết mà. Vô tới đây là toàn là chim hay không ạ? À, chim cò thì không nói trước gì được. À, đúng là hay thiệt đó. Trước mặt chúng ta đang đánh phà phà như vậy nhưng mà à, cây lông với cây mỏ nó gần nhau lắm các bạn. À, không biết chuyện gì xảy ra. À, hồi hộp là cho đó, hay là cho
ở trong cái món chơi này nó như vậy. Không có cái gì là nó chắc ăn hết. Rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào với chúng ta. Số 18 đang rớt bố 2 lần. Rủi ro chứng minh số 18 là có. Không biết ở vòng này ban tổ chức quyết định là mấy lần rớt bố. Sao 34 đúng không? Sao 34 không? Chắc hùng gì qua rớt số 4. Chiến binh số 34 đứng ở ngang cột. Chạy lại rồi. Có muốn một tí nhưng mà chạy lại rồi. Đang sung chim. Rất là vui các bạn, lúc nào cũng vài ngàn người xem. Mình cũng hiểu rằng là mình cũng đang được anh em yêu thương ủng hộ. Với cái môn chơi này mình cũng là một người cũng hay thường xuyên đi, cũng hay live stream để phục vụ cho các bạn. Còn 22, các bạn để ý coi, 22 thái độ thì rất là gấu, nhưng mà đứng ra cầu trong nhìn ở phía ngoài một tí, có ghim vô trong nhưng mà chạy cầu chậm là khả năng rủi ro là có nghe bạn. Chứng minh số 22 phía bên tay phải của chúng ta, các bạn nhìn thấy không? Bạn đứng đó thái độ bằng có, bạn ghim vô trong nhưng mà đứng có một chỗ nha. Trong khi đó là thái độ của các bạn chơi của mình kế bên là chạy phành phạch. Các bạn đúng là chiến binh số 17 là một chiến binh rất là đáng gờm các bạn. Chơi rực rỡ, chơi đều nước, chơi không có một lỗi nhỏ nào luôn. 30 giây chốt sổ. Tôi nghĩ rằng là chiến binh số 22 nếu mà không dòng này không có cố gắng hết chốt sổ rồi các bạn. Tôi nghĩ là có so sánh không phải đơn giản đâu. Do lúc trước mình không quan sát nhiều, nhưng mà những cái giây phút cuối các bạn nhìn qua thấy bạn bạn đứng cầu trong nhưng mà bạn ghim qua một phía, nhưng mà bạn hơi chậm so với bạn chơi của mình. Người đáng nhìn một chơi. Hai mươi hai các bạn ở Tuyên Quang chú ạ. 22 ở Tuyên Quang vào luôn hả? Rồi. Bạn đánh hay nhưng mà bạn có những giây phút chậm hơn so với bạn chơi của mình nên thành đứng với cầu công nhìn ra ngoài và chậm cầu hơn những chiến binh còn lại nên thành là bạn phải nhường cơ hội lại cho người khác. Nhóm trọng tài điều hành trận đấu là ngày hôm nay là nhóm trọng tài Nhân Tâm, do Huy Lan là người điều hành. Chiến binh số 18 hiện bây giờ anh Hoài Thơ đang hạ chim xuống. Dừng cuộc chơi. Sầu vũ mất hình. Có ai ngủ? Đúng rồi, cái môn chơi này càng ngày càng khó, càng khắc nghiệt. Anh em chăm chim cũng tay nghề cũng rất là cao. Cách đây 10 năm thực ra là bây giờ tôi nghĩ là cái khoảng cách nó quá xa đi. Ba mươi mốt không nhầm là chim ở thành phố Hồ Chí Minh ra. Chí Minh 08 dừng cuộc chơi. Dòng này rất là nhiều, 90 dừng cuộc chơi.
vẫn là còn 3-4 hàng nha quý vị. Mình đang có khoảng 2.000 anh em đang theo dõi trực tiếp ở trên livestream này các bạn. Rất là mong anh em quan tâm đến nha giải đấu này, cũng nhờ vào sự share bài, cái sự ủng hộ của các bạn mà lực lượng anh em chúng ta đang xem rất là đông, chỉ cần một lần like, chỉ cần một lần share nữa có nghĩ là trên 2.000 ngay. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi nha. Tôi nghĩ là phải đến ít nhất là 1 giờ trận đấu mới kết thúc được. Còn lại 24 chiến binh, vòng này loại 4 chim nữa thì còn lại là 20 chiến binh xếp ra hai hàng, lịch là như vậy các bạn. Sau khi chim đặt được trà, chiến binh số 17 đang đứng ở ngoài góc biên các bạn, hay không ở đây vòng đấu này nè các bạn. Chiến binh số 17 có thể nói trên livestream mà sáng giờ là anh em rất là quan tâm cho chiến binh số 17, thì bây giờ chiến binh số 17 đang đứng ở ngoài góc biên, bạn hay không, bạn mạnh không ở vòng này các bạn, rất năng tốt các bạn nha. Đầu phía bên này là chiến binh số 51 cũng đứng ở ngoài góc biên, chiến binh số 34 cũng đang dựng hình đánh có thể nói là đẹp rực rỡ, bung xòe chiến binh số 34, chiến binh số 17 bung xòe, 17 bung xòe ghi điểm. Hai chiến binh này tôi nghĩ rằng khả năng vào vòng trong rất là cao. Khi mà chiến binh số 34 múa thì chiến binh số 17 rất là điên tiết các bạn, mất kinh pháo một chút nhưng mà không sao các bạn, thái độ như vậy là ok, bạn chạy mạnh thôi chứ không lên ăn nha, đúng đẳng. Số báo danh thì cũng rất là khó xem do phía ngoài có bọc một cái lớp ni lông á, nên thành là hơi bị chói nắng một chút, rồi treo lòng thòng ở dưới nó bay tới bay lui chúng ta rất là khó theo dõi. Nghe trọng tài nói 71 hay 81 gì đó, có té bố mà mình rối mắt, rối mắt quá nhìn không thấy các bạn. Trọng tài nói rằng số 81 có rớt bố các bạn, điểm trừ là có. 81 đầu còn không thấy nữa. Không biết, thật sự là ngoài miền Bắc chắc còn, nhưng mà mình không nắm được hết anh. Nói về hình bộ thì hiện bây giờ ở trên sào chiến binh số 34 là một chiến binh thể hiện rất là đẹp về hình, về bộ, về thần thái, đang chơi rất là bùng nổ.
63 rớt bố nhiều lần. 63 là chim của anh Quẹo ở bên kia, chắc dời qua phía bên kia không thấy nữa. Sẽ loại ra 4 chim các bạn, là top 20 là xe Genus. Chim đã biết mình sẽ trả lời, thì còn không biết thì tôi bó tay cho các bạn khi bị vô trùm lòng thì các bạn biết ha. Tại vì những chiến binh mà nó quá nổi trội mình không nhớ chứ mà. Tám mươi mốt rớt bố. Để cái camera cao quá, mình nghĩ là xe vướng á. Nhật ơi nói em trai kìa, để con thứ nó quay về mình đâu quay được, để cần nó thấp xuống chút chứ chơi vậy. Đi dễ coi lên. Ôi đứng cao quá, bên đây không thấy nữa. Em nói nó đi, nó chỉ cần hạ cần xuống thôi đâu con. Chỉ cần hạ cần xuống thôi chứ đâu có cần phải để cao vậy. Cao quá, ở trước cao quá, sau thấy rồi. Nó để cái cây qua cao quá mình có thấy đâu. Trọng tài đang làm thủ tục dời ra hai hàng đó. Có một bạn để cái cây quay nó cao quá. Quay được mà em đúng không? Mình nhờ bạn quay cái cần xuống chút xíu để nó được. Rồi ok. Cao lên trước cũng được. Rồi ok, tí nữa. Cho khỏi đầu trọng tài. Rồi ok. Các bạn nhờ bạn đó hạ cần xuống. Nó đỡ vướng anh em mình. Cảm ơn bạn. Bạn đang có chim ở trên sàn, bạn đang nóc ruột.
hơi xa đúng không các bạn, hơi xa, tại vì quay hết là hơi xa. Nhưng mà để dạy cho anh em so sánh cho dễ ha. Ok. Đó, chuẩn men luôn á. Đấy, hết xào luôn á. Rồi, trận đấu bắt đầu. Số 34 và số 28 đang được đứng ở ngoài góc biên phía bên tay phải. Chiến binh số 30. Đây là top 20. Số 30 và số 63 đứng bên góc thì trái của chúng ta. Chiến binh số 30 đang mất tập trung một chút thôi, đang đứng ở góc biên, chưa quen đang quan sát, mất tập trung chút xíu các bạn. Rủi ro là có cho chiến binh 30. Bạn vừa đánh vừa cảnh giác giống như chiến binh số 89-8 nãy các bạn. Đó, các bạn ai hỏi quỷ dữ kia kìa, quỷ dữ ngang chỗ cái cột phía bên kia các bạn, phía tay phải chúng ta nha, ngay cái cột mà nhìn phía bên phải á, nó xòe xòe đuôi á, thấy không? Đó, nó mặt phía bên kia, ngang chỗ cái cột mà phía bên tay phải á, là quỷ dữ á. Ôi, sỉ lông rồi các bạn, y như sỉ lông rồi hay sao á, sỉ chưa? Không? Mình thấy có một cái thái độ lạ, mình nhìn nó kỹ lắm. Trọng tài thấy mới được. Mình thấy vậy nhiều lúc cũng không có ý nghĩa gì, nhưng mà cũng chưa rõ ràng. Rồi 26, gãy mặt thôi các bạn, gãy mặt thôi nha. Tôi nghĩ rằng mà thái độ bằng tốt mà gãy mặt thì cũng không phải là gì ghê gớm lắm. Số 30 tôi nghĩ rằng là mất tập trung. Ủa, anh tưởng ai đem quạt qua chứ? Dạ, có người phụ nữ đứng quạt. Dạ, dạ. Là 26 quỷ dữ. 26 quỷ dữ á. Khó nhìn theo bao danh quá, số danh nó bị trói nắng đó các bạn, để cái miếng ni lông ở ngoài đó khó nó quan sát, không biết mắt bạn có quan sát được không chứ mình này thấy khó lắm. Rồi bay bay lắc lắc nữa. Hai mươi bảy đang đánh tốt ha. 27-17 đang rất đều luôn. Bây giờ là 1 giờ kém rồi. Những chiến binh đang thi đấu trên sào là chắc chắn đã có được chiếc xe gia đốt rồi các bạn. 26 còn, 28 còn. Ở ngoài đầu phía bên này hết giờ rồi các bạn nha. Ở ngoài đầu phía này tay phải cho đối diện số 30 á, thì chiến binh số 63 hay sao các bạn, đánh rất là tốt ha. Nó còn mười dùng
chơi. 50 giờ đi rồi. 50 xuống rồi đó rồi. 50 đi bộ rồi. Chia tay với chiến binh quỷ dữ của chúng ta rồi à, rất là tiếc. Mười hai giờ cuộc chơi, 07 giờ cuộc chơi, vòng này ban tổ chức là 4 chim. Số nhỏ hơn được ưu tiên đi trước. 16 con. Sau đó 34 và 63. À, như vậy là chiến binh số 17 của bạn Hoài Đà Nẵng đang đứng ở ngoài góc biên phía bên tay phải của chúng ta. Ở ngoài biên cùng phía tay phải chúng ta. Phía bên này là số 15 và số 09 cũng đứng ở ngoài biên. 40 và 17 là hai chiến binh đang đứng ở ngoài góc biên phía bên tay phải. Dòng này à, như vậy là bây giờ loại hai con à. 67 là nơi ban à. Vậy là chiến binh số 67 các bạn nhận ra là Nepal, không biết có đúng hay không các bạn nha. 17 67 27 đang đánh tốt. 28 ăn uống ngoài cầu. 28 đứng bên kia thế cho đồ của giữ á, nhưng mà đánh tốt nha. Chiến binh số 09 không chính đứng ở ngoài biên phía bên tay phải chúng ta, thỉnh thoảng có nhảy ra cầu ngoài một chút, mất tập trung một chút. Không chính có mất tập trung, mình mới vừa nhắc các bạn. À, riêng chiến binh số 17 đứng ở ngoài góc biên nhưng mà đánh rất tập trung. 74 sĩ long. 28 sẽ long luôn rồi các bạn. Vừa rồi mà quẹt cầu nhưng mà đánh tốt, bây giờ là bạn lại xỉu một cái nữa, tôi nghĩ là rủi ro cho bạn là có. Chiến binh số 09 lại dùng mình quay ra ngoài. Tôi nghĩ rủi ro cao ở vòng đấu này là chiến binh số 08 và 09. À. À, hai chim sẽ long 28. Sẽ long với một may mắn cho chiến binh không chính này. Có hai chim sư long luôn ạ. 28-74 các bạn, may mắn cho chiến binh không chính quá. Ôi, không chính may mắn thật sự. À, ok, nếu mà loại 4 chim thì rủi ro, nhưng mà hai vòng này loại 2 chim thôi các bạn. À, gửi lời chúc mừng đến chủ nhân của chiến binh số 09. À, rất là may mắn. Chiến binh số 15 được đổi qua phía bên kia.
17 giờ, 7 giờ chứ không phải 4 năm lần rồi đó. Nếu mà nó đến Quảng Ngãi. Số 09 quá đỏ. Không chính mà vào chỗ này mà đánh không xong nữa thì không có trách ai được các bạn nha. Còn không phải cầu. Đứng ở góc bên phải chúng ta, thái độ thì có nhưng mà bạn gục gù thôi, bạn chậm cầu rồi, dùng mình nữa. Bốn mươi là tiếp tục dùng mình và chậm cầu. Gần đó chiến binh số 17 vẫn nhiệt tình miệt mài. 75 xì lông ở chỗ cái cột các bạn, phía bên kia đối diện với chiến binh 60 chỗ cái cột chúng ta nhìn thấy 75 xe lông là một suất rồi. Giờ này mà xe lông tôi nghĩ là khó, có ché nổi không? Cứ một vòng như vậy là anh em hò vang, bởi vì biết chắc chắn là chị mình sẽ được vào trong. Chiến binh số 40 có rủi ro, chiến binh số 75 có xỉ lông. Tôi nghĩ là hai chiến binh này là hai chiến binh mà chủ nhân của mình cũng nên chuẩn bị tâm lý. 27 anh em nói là chim ở Quảng Ngãi, không biết đúng hay không các bạn nha. Làm gì còn chơi. Mất tập trung một chút.
xui vậy chứ. Vậy cho nên đi chim. 63 đang nhìn ở ngoài. 17 qua cũng lơ. Chết cha, 63 của anh Vẹo có quay ra ngoài, không biết tình hình như thế nào. À, phía bên này chiến binh số 15 và chiến binh phía bên mày mà chúng ta không thấy số bao danh vẫn đang đứng ngoài cầu biên, vẫn đang đánh tốt á. À, 63 đang ngóng ra ngoài, tôi thấy rủi ro cho chiến binh số 3 quá. À, phía bên kia chiến binh số 17 17 dính sổ cho ông chết chưa các bạn, thấy không các bạn? Đang hay tự nhiên dời qua bên đó sẽ là một cái các bạn rủi ro. À, tôi thấy rủi ro cho chiến binh 63 và 17, chỉ còn chờ chim sĩ long thôi mới cứu được chiến binh. À, bỏ mặt đầu cũng lâu. À, xong rồi quay vào rồi. À, đánh lại rồi, không biết thời gian còn kịp không. À, 17 bỏ nước luôn các bạn, tiếc cho chiến binh số 17 quá. Rồi quẹt mở rồi. Khó rồi, đã sĩ long thì bây giờ chỉ có ché thôi. Buồn quá. Buồn chi chơi hay từ đầu buồn mũi. Chúng ta vẫn đang so sánh các bạn nha. Không thủy. Mất không thủy. Anh em nhận định là chiến binh số 17 và 63 mất top 10. 02 Quảng Nam Mai Đình. À, 02 Quảng Nam. Anh em Quảng Nam đang hồ hởi. Tới thời điểm này có thể nói là tiếc cho chiến binh số 17. Rất là tiếc cho chiến binh số 17 các bạn. À, tới sẽ thì chúng ta đã xác định rồi thì rất là khó. Tiếc gì. Anh không biết là tiếc gì, đẳng cấp thì đứng chỗ nào cũng được. 17 giây cuộc chơi trong sự tiếc nuối của anh em. Chim 67 là của bạn Hiệp Đồng Nai các bạn. Còn một chim trên sào không biết của ai. Là bạn Hiệp luôn. Anh em nghệ nhân đang trùm lòng và tự chăm cấp chim của mình. Chắc luôn là này.
Lao chưa? Lao đã. Thành Điện là giữ con Đô Lương số 09 anh em xếp Kim Thầy Cơ tới tội. Quanh quẹo đến chính giữa. 02 team của anh em Quảng Nam à. Anh Hiệp 61. 15. Không biết team của anh nó tên gì không? Team anh Thành điện số 9. Số 67 và 60. 67 và 90. Đang được nhắc nhở các bạn đang đứng chính giữa một vị trí đẹp, bạn quẹt mỏ lên cầu, mất tập trung một chút, đang đứng ở vị trí đẹp luôn. Sáu mươi ba cũng hơi chậm chim, lơ mặt ra ngoài một chút. Vào chạy rồi. Không chính cũng chậm nhịp. Rung lái rồi. Người xe nó chỉ xíu.
Có lơ mà lơ hơi lâu một tí, trong khi đó chim khá đều nên thành là ban tổ chức quyết định, ban trọng tài quyết định loại chim binh 67 chim của bạn Hiệp Đồng Nai nha. Không 15 gì một chơi. Được giờ của anh này. Chiến binh 34 có mắt tập trung chạy ra ngoài một chút. Chà càng ngay nha, phải tập trung vô chứ vậy là khó đấy. Chiến binh số 34 cũng hơi lo lắng ấy nha. Còn lại thì cũng đang tương đối đều. 63 thì dòng vừa rồi thì bình thường dòng này đã đánh tốt buông xoèn một lần. Rớt bố 49 một lần, rớt bố xin lỗi, rớt bố. Không hai và 34 mất tập trung. 49 rớt bố một lần mà đánh tốt các bạn. Tiếc không, bạn hụt chân bạn rớt số bố, tôi nghĩ là không phải cố tình đâu, chạy nhanh quá trật chân. Đứng ngoài biên khi mà quay vào có một lần buông xòe, tôi nghĩ là được cộng điểm. À, 63 bây giờ lại đều. Tôi nghĩ là vòng này không quá khó để loại hai chiến binh các bạn. Rất rõ ràng. Thank you.
chân nó khó chịu. Vâng, gửi lời chào đến 4.000 anh em đang theo dõi livestream lần này. Lần cuối cùng vô chung kết mà số 09 là chim Đô Lương, số 02 chim của anh em Quảng Nam thì phải, 63 chim của anh Quẹo, 60 Tuấn Linh Lê. Còn 75 không biết nè. 61 à, trọng tài cho mắt trọng tung. Thấy cũng ok mà. 55 à, đứng chính giữa ha. 55 trọng chim mắt tập trung. 63 lại hay các bạn. Vũ Bình. Không hai cũng mất tập trung. 09 tôi thấy cũng hơi chậm một chút. À, phía sau nó có một cái đèn LED. Có một cái đèn LED phía kia các bạn. À. Chim đang đuối hết rồi các bạn, đang chậm chim rồi, chậm chim rồi, hầu như là không có bọng. Vấn đề là coi thái độ thôi. Chiếc binh số 02 cũng có thỉnh thoảng nhảy ra ngoài. À, chiếc binh số 64 đánh tốt nhưng mà nãy có một lần trọng tài nói là có dùng mình. 60 bung xe. Chính cũng chậm chim, chậm đều quá. À, thời gian vẫn còn, à, cả hội trường đang yên lặng. Chiến binh số 60 bung xè xong vô hơi chậm một chút. Số 55 lại chạy lại các bạn. 60 lại quay ra ngoài một chút. Có bung xòe nhưng mà quay ra ngoài hơi lâu á. Chà. À, chưa có sự rõ ràng nào ở vòng đấu lần này các bạn. À. Rất là khó ở vòng đấu lần này ha. À, chiến binh số 60 thì bạn lúc đầu bạn đánh tốt, sau đó bạn buông xòe một lần, sau đó bạn có nhảy ra còn ngoài còn đứng cũng hơi mất hai nhịp. À, xong rồi chiến binh số 61 thì cũng đánh tốt nhưng mà trọng tài lúc đầu nói mất tập trung và có một lần đuổi mình, không biết có nhầm không, đúng không ta? Trọng tài có nhắc hồi nãy là đuổi mình xong hết có một lần đuổi mình. Số 55 thì đánh đều chậm chậm nhưng mà khi mà vào sau thì bạn bùng lên, bạn đánh bạn với chiến binh số 63. Chiến binh số 02 thì bạn cũng đóng không nổi bật, thỉnh thoảng có nhảy ra ngoài một tí nhưng mà tôi nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm, có mất tập trung một chút. Đó, có chiến binh 63 tôi nghĩ là chắc, tôi nghĩ là cũng an toàn.
chiến binh số 09 thì cũng không có gì xuất sắc. Bạn đánh chậm nhưng mà cũng đều đều tương đối vậy và chạy ra. Nói chung là 6 chim tới thời điểm này đang không quá mạnh nữa. Bây giờ các bạn 1 giờ rồi, 4 tiếng hồ rồi nha. 4 tiếng hồ rồi. Mà trong khi đó có những anh em muốn chim mình ở vị trí đẹp thì 5 giờ sáng, 6 giờ sáng đã treo rồi. Cũng so sánh các bạn nha. Nhưng mà chấn binh số 55 là chia tay cuộc chơi trước. Số bao dành 01 02 60 61 và 63 ổn định chim 30 giây. Bụng xòe chứng minh số 60. Hai bung xè số 60 là bung xè lần thứ hai. 63 và 61 đang đều đều. À, 63 đang chạy rất là tốt nha. 63 đang chạy rất tốt. À, 02 đang chạy tốt. 61 hơi chậm hơn một chút. Thái độ thì có nhưng bạn ghim vào trong bạn chạy chậm cao hơn một tí. Phía bên kia 60 cũng đang đều. Ba lần bung xe cho chứng minh số 60 rất hay. À, 61 chậm, 63 và 02 đang đều, mà 62 có một, số 02 là có một lợi thế một lần bung.
chúng ta đang chờ kết quả của trọng tài. Các bạn nha, xin gửi lời chào tạm biệt đến các bạn, tạm biệt các bạn nha.